đây là cây cánh bướm hồng. Cây này nó cho hoa rất mạnh. Thực ra đây cũng không phải là hoa của nó các bạn. Đây là những cái lá bắc của nó nè. Cùng hoa của nó là cái hoa màu vàng nè. Hoa nó rất là nhỏ nhưng nó đẹp là nhờ những cái lá bắc. Những cái lá bắc này nó rất là bền. Trong khoảng thời gian mà nó ra hoa thì nó sẽ cho ra những cái lá bắc thế này. Những cái lá bắc này nó rất là bền, cho nên là cái cây này mình chơi được cái thời gian rất là dài nha các bạn. Thời gian để ngắm nó rất là dài. Cứ xem như là hoa nó bền, rất bền. Một khi mà nó chịu ra hoa rồi thì đọt nào nó cũng có. Nhìn cũng rất là ấn tượng.